viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa. Tăng cường lưu thông không khí trong phòng. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống lây nhiễm virus nCoV. Đối với người dân tại cộng đồng, áp dụng đeo khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế thông thường. Đối với người chăm sóc, điều trị bệnh nhân và những người đi vào ổ dịch, áp dụng đeo khẩu trang N95 và các loại khẩu trang chuyên dụng đặc biệt khác. Cách đeo khẩu trang. Đối với khẩu trang y tế thông thường, đeo mặt xanh ra ngoài, mặt trắng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên, che kín cả mũi lẫn miệng. Khi tháo khẩu trang ra chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo và cho vào thùng rác, tránh dùng tay cầm vào bề mặt khẩu trang để tháo ra. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng bệnh. Đối với khẩu trang vải, che kín cả mũi lẫn miệng, tránh dùng tay cầm vào bề mặt khẩu trang để tháo ra. Khi tháo khẩu trang ra chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo, tránh không sờ tay vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo. Nên giặt khẩu trang hàng ngày bằng xà phòng để dùng lại cho lần sau. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng bệnh. Sử dụng khẩu trang phải kết hợp với vệ sinh cá nhân và vệ sinh dụng cụ, vật dụng và rửa tay với xà phòng để phòng bệnh có hiệu quả. Bộ Y tế ra khuyến cáo người dân: 1. Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở, đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 3. Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 4. Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 5. Chỉ dùng các loại thực phẩm chín. 6. Không khạc đổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. 7. Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Quy trình rửa tay thường quy. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hài lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, biết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch ngón tay cái. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô. Ghi chú: rửa tay bằng nước xà phòng khi bàn tay có vết bẩn. Thời gian mỗi lần rửa tay 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần.